tiên vương tái xuất, lạc tú. chương 421, cô không xứng. Ở địa cầu đương thời, đừng nói ngoại giới, cho dù là một ít đạo thống phong sơn cũng chưa chắc đã tinh thông tiên pháp. Dù sao tứ tiên này cũng có đạo hạnh ngàn năm rồi, chuyện này đương nhiên đã hỏi rõ ràng từ sớm. Sau khi bản thân lão tử Tây xuất khỏi hàm cốc, mây tía kéo ba ngàn dặm, đương thời không có tiên pháp trọn vẹn, kể cả tiên pháp không hoàn chỉnh cũng không có, người ta đồn đại cuốn đạo đức kinh do lão tử để lại có chứa bí mật tiên pháp. Cũng có tin đồn rằng lão tử đã lấy đi tất cả các tiên pháp, 3.000 dặm mây tía minh mông cuồn cuộn được sử dụng để che đậy các tiên pháp. Nhưng bất kể truyền thuyết nói gì, những thứ như tiên pháp đã bị thất truyền từ lâu. Trừ khi là bên trong đạo thống truyền thừa bất hủ mới có. Nếu là như vậy, rắn bà rất rõ ràng, mình nhất định đã khiêu khích một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ rồi. Bà ta là một con rắn, ban đầu không có nhiệt độ cơ thể, nhưng giờ phút này cảm thấy mát lạnh từ đầu đến chân. Nếu một người bước ra từ đạo thống truyền thừa bất hủ, đó là một sự tồn tại có thể giết chết họ chỉ bằng một cái nhìn. Dù sao họ là thứ không chính thống, không coi là pháp môn tu tiên chính thống gì cả. Audio điện tử võ tấn bền Trước mặt đạo thống bất hủ đó, bọn họ thật sự không có chỗ để phản kháng. Rắn bà lúc này hoàn toàn sợ hãi ban đầu còn tưởng rằng có thể dụ dỗ lạc tú đến hồ thiên và giết lạc tú, kết quả lại rước lấy một đại họa ngập trời. Khó trách tuổi còn trẻ đã có thể đánh cho bà ta không còn lực chống đỡ. Hoàng tiên và hồ tiên đã quỳ dạp trên đất rồi. Bởi vì giờ phút này bọn họ không chỉ đánh không lại lạc tú, mà ngay cả bối cảnh của lạc tú cũng không phải là thứ bọn họ dám làm liều. Đó là xã hội đen chân chính, không thể trêu vào. Trên thực tế, Lạc Tú chỉ vừa tạm thời thi triển một chiêu pháp thuật trong tiên giới, nhưng thực sự không phát huy hết hẳn, thậm chí ngay cả một phần vạn uy lực cũng không phát huy ra. Dù sao hiện tại Lạc Tú mới thức tỉnh đến tầng thứ ba, nếu không phải có lực lượng thần hồn mạnh mẽ, sợ là thức tiên pháp vừa rồi đã sớm phản phệ anh rồi. Nếu để Lạc Tú làm lại, Lạc Tú khẳng định không làm được. Dù sao vừa rồi suýt chút nữa đã cạn kiệt linh khí rồi. Nhưng dù là như thế, bọn họ cũng sợ tới mức tam tiên còn lại không dám nhúc nhích tiên sư thứ tội chúng tôi chỉ bị mê hoặc mà thôi không biết thân phận của tiên sư vẫn xin tiên sư thứ tội hoàng tiên cúi đầu hành lễ trước đây bọn họ đều được người đời thờ phụng thậm chí còn thắp hương cúng bái xưng là tiên gia nhưng bây giờ lại đang khấu đầu với lạc tú nếu là trước đây sợ là bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được điều này sẽ xảy ra nhưng bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào khác và tại thời điểm này, có rất nhiều người đang cầm di động quay chụp. Sợ là chuyện này sớm muộn gì cũng bị truyền ra ngoài. Một khi nó lọt ra ngoài, thanh danh của bọn họ có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Về sau còn ai sẽ cung phụng bọn họ? Hai người tự chặt đứt cánh tay đi, Lạc Tú khinh thường liếc nhìn Hoàng Tiên và Hồ Tiên. Điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là hai con yêu tinh già này đã tự chặt gãy tay ngay lập tức. Ban đầu Lạc Tú nghĩ rằng bọn họ sẽ liều chết phản kháng chứ. Nếu vậy, Lạc Tú cảm giác hôm nay nói không chừng mình đã bị thương. Dù sao ba người này đều là yêu tinh già ngàn năm, thủ đoạn thần thông, nếu liều mạng thì tuyệt đối sẽ rất đau đầu. Hiển nhiên Lạc Tú không biết, cho dù Tam Tiên này biết Lạc Tú vừa mới tiêu hao linh lực, bọn họ cũng không dám giao chiến với Lạc Tú. Bởi vì bọn họ đã hiểu lầm rằng Lạc Tú là đệ tử chân truyền của đạo thống siêu cổ xưa nào đó trên địa cầu bọn họ hoàn toàn không thể trêu vào nhìn thấy hồ tiên và hoàng tiên chặt tay lạc tú rời ánh mắt về phía rắn bà rắn bà rất nổi tiếng ở miền bắc thậm chí anh đã đánh giá thấp danh tiếng của bà ta bởi vì bà ta là liễu trong tứ tiên phương bắc nhưng lúc này bà ta cười khổ một tiếng vốn tưởng rằng lạc tú chỉ là một người tu pháp bình thường ai ngờ anh lại có lai lịch lớn như vậy thế giới của những người tu pháp còn tàn nhẫn hơn thế tục thậm chí kẻ yếu sẽ trực tiếp làm mồi cho kẻ mạnh, ít nhất thế tục còn có người nói lý. Trong thế giới của người tu Pháp, ai lại đi nói lý với bạn làm gì? Rắn bà tuyệt vọng nhìn thoáng qua hồ thiên, cuối cùng châm thần hồn của mình, trực tiếp tự sát. Tứ tiên phương Bắc, chỉ một trận chiến mà nháy mắt đã chết đi hai người. Nếu tin tức về trận chiến này lan ra, thì đừng nói là giới tu Pháp trong nước, mà ngay cả giới tu Pháp ngoài nước cũng sẽ bị chấn động hơn nữa sớm hay muộn gì cũng sẽ bị truyền ra dù sao thì cũng có rất nhiều người đã cầm di động quay chụp lại hồ tiên cùng hoàng tiên nhìn nhau đều nhìn ra sự sợ hãi trong mắt đối phương thiên biệt sợ là phải thay đổi rồi loạn thế sắp xuất hiện tất có đại yêu mà lạc tú hiển nhiên chính là điềm báo trước thế giới sắp thay đổi tin tức về trận chiến hôm nay truyền ra chắc chắn sẽ gây chấn động toàn thế giới e rằng đến lúc đó ba chữ lạc vô cực sẽ chấn động toàn hoa hạ. Bốn con yêu tinh già này mặc dù là yêu tinh, nhưng cũng được gọi là tiên gia rồi. Nhưng trong một trận chiến lại có hai người chết, hai người tàn phế. Chỉ vì một người, lạc vô cực. Lạc Tú không để ý đến những người đang quay chụp bằng điện thoại di động, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ lộ ra, và việc thế giới biết đến sự tồn tại của thế giới này trước cũng không phải là điều xấu. Trở lại thôn Điền Gia, điền kỳ kỳ lập tức gục vào người lạc tú và bắt đầu khóc cô ấy quá lo lắng cho sự an toàn của lạc tú lạc tú vỗ lưng điền kỳ kỳ rời đi trong sự sợ hãi của mọi người trong nhà họ điền các thành viên của nhà họ điền cảm nhận được tất cả đều nhìn về phía người đàn ông rời đi với ánh mắt sợ hãi bầu trời phương bắc sắp thay đổi nhà họ điền cũng coi như bị tiêu diệt rồi đường hân thấy lạc tú chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái nào sự bất mãn dâng lên cực độ trong mắt anh không giết tôi à." Đường Hân hét lớn với Lạc Tú. "A, à, tôi sẽ so đo với một con kiến ư?" Một câu của Lạc Tú trực tiếp đả kích Đường Hân khiến trong mắt cô ta tràn đầy tuyệt vọng. "Đúng vậy, trong mắt người ta, rắn bà không là gì cả, thế thì cô ta có là gì trong mắt Lạc Tú đâu chứ?" Nói là con kiến đã coi như là khách khí rồi. Trở lại thành phố bạc, Lạc Tú dàn xếp tốt cho Điền Kỳ Kỳ. Sau đó định quay về thu dọn một chút đã đến lúc lên đường đi đảo Tần Hoàng. Dù sao võ thánh ước chiến, nếu anh đã đồng ý thì không thể không đi. Điền kỳ kỳ nhìn bóng lưng của Lạc Tú, nắm chặt tay. Cô thầm thề rằng mình nhất định phải đuổi kịp bước chân của Lạc Tú, không thể chỉ nhìn bóng lưng của Lạc Tú mãi được. Vừa mới trở lại thôn bạc, Lạc Tú đã gặp Dương Thiên Cương và Dương Như Vũ. Dương Như Vũ cau mày, nhìn Lạc Tú. Có bản lĩnh thì gặp sau núi. Ồ, Lạc Tú nhíu mày. Không rảnh, Lạc Tú trực tiếp cự tuyệt. Nhưng anh đã luyện vài lần, hiện tại tôi muốn khiêu chiến anh hay nói cách khác là dạy cho anh một bài học. Ở trong mắt Dương Như Vũ, Lạc Tú chỉ là người mới luyện vài chiêu mà thôi. Ban đầu, Dương Thiên Cương dự định tự mình ra tay thăm dò thân thủ của Lạc Tú, nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao lão ta cũng là võ thánh. Há có thể để đánh mất bối phận và thân phận chứ? Cho nên Dương Như Vũ dự định đánh mấy chiêu với Lạc Tú, dù sao Lạc Tú chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Dương Như Vũ. Khiêu chiến tôi ư, Lạc Tú kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu cô không xứng. chương 422, chết ngàn vạn lần. Lạc Tú vừa dứt lời, sắc mặt của Dương Như Vũ và Dương Thiên Cương đều nhất thời xa sầm Nhất là Dương Như Vũ, lửa giận sộc thẳng lên đầu, cô ta không xứng ư. Tốt xấu gì cô ta cũng là cao thủ võ giả nội kinh đại thành, mặc dù chưa đạt đến tông sư, nhưng ở độ tuổi của cô ta đã được xem là cao thủ hàng đầu rồi quan trọng nhất là cô ta còn có thân phận đặc biệt nói đến mới nhớ cô ta cũng được xem là đệ tử của võ thánh dương thiên cương sở trưởng sở tài quyết vũ lực dù là tông sư hay cao thủ hóa cảnh đều phải khách sáo trước mặt cô ta huống chi là người bình thường ngay cả dương thiên cương cũng hơi giận dữ chàng trai này quá kiêu ngạo rồi đó tôi không xứng ư dương như vũ nhướng mày chừng mắt nhìn lạc tú thật mạnh miệng, anh tưởng anh là ai? Rồi anh nghĩ tôi là ai? Dương như vũ mắng. Mà Dương Thiên Cương cũng nhìn chầm chầm lạc tú, trầm giọng nói. Chàng trai trẻ, vạn vật trên thế gian này đều không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu hoàn toàn không hiểu chúng ta sự khủng khiếp của chúng tôi đâu. Tôi vốn định chừa cho cậu chút mặt mũi. Nhưng cậu lại u mê không tỉnh, ngạo mạn như thế. Vậy thì đừng trách người khác không khách sáo với cậu. Hàm ý trong câu nói này của Dương Thiên Cương được thể hiện rất rõ. Đó chính là để Dương Như Vũ dạy cho Lạc Tú một bài học, để chàng trai này biết thế nào là trời cao đất rộng. Tôi phải để cho anh biết, anh đang nói chuyện với sự tồn tại như thế nào, trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu. Dương Như Vũ bước ra, khí thế toàn thân đã thay đổi, bên ngoài vóc dáng mảnh mai nhất thời hiện lên tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Thoạt nhìn giống như đom đóm, cực kỳ đẹp, nhưng nếu người khác ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì đây chính là nội kinh hộ thể, chỉ có tông sư mới có thể làm được điều này. Rõ ràng, võ thuật nhà họ Dương cũng được kế thừa từ võ thuật cổ đại. Hơn nữa, Dương như vũ đang thi triển hóa cốt trưởng, vô cùng tàn nhẫn, bóng người lóe lên, trưởng về phía Lạc Tú. Lạc Tú khẽ cao mày, liếc nhìn Dương như vũ. Mặc dù Lạc Tú không biết hóa cốt trưởng, nhưng chỉ dựa vào hơi thở đã cảm nhận được đòn tấn công này của dương như vũ cực kỳ độc ác điều này đã khiến lạc tú nhất thời nổi giận vừa ra tay đã tung chiêu đánh người khác thành tàn phế tâm địa của cô gái này quá độc ác rồi đó nếu đổi thành người khác e rằng hôm nay đã gặp họa rồi dương như vũ đã đến gần lạc tú trưởng xuống dương như vũ rất tự tin có thể đánh lạc tú quỳ dưới đất ngay đến lúc đó để cô ta xem đối phương còn có thể ngông cuồng như vậy không Nghĩ đến đây, Dương Như Vũ không khỏi nhếch miệng cười khẩy. Ngay cả Dương Thiên Cương cũng nghĩ như thế, đáy mắt lóe lên tia cười gần, dù gì lão cũng là võ thánh, trước đây lão khách sáo với Lạc Tú là vì lão rộng lược, nhưng dù gì lão cũng là võ thánh, có lòng tôn nghiêm của mình. Ai dám bất kính với lão như vậy chứ? Nhưng lúc Dương Như Vũ sắp trưởng xuống, Lạc Tú bỗng di chuyển, tốc độ cực nhanh, túm lấy cổ tay đang đánh xuống của Dương Như Vũ. Giang rác, thậm chí dương như vũ còn chưa kịp phản ứng lại, tay của cô ta đã bị bẻ gãy, mềm hoạt treo trên cẳng tay. Rồi mới đến một cơn đau nhói. Đừng nói là dương như vũ, mà ngay cả dương thiên cương cũng không phản ứng kịp với biến cố này. Đợi đến khi lão phản ứng lại, lạc tú đã túm lấy toàn bộ cánh tay của dương như vũ. Rồi anh sắp sửa trường vào phần bụng, cũng chính là đan điền của dương như vũ. Lông mày của Dương Thiên Cương giật mạnh, bởi vì Lạc Tú chuẩn bị đánh Dương Như Vũ tàn phế. Dương Thiên Cương nhất thời giận dữ gầm lên: "Ngừng tay, nếu cậu không muốn chết thì mau thả con bé ra cho tôi." Dương Thiên Cương đã hoàn toàn nổi giận, dù gì Dương Như Vũ cũng là thế hệ trẻ được mình đào tạo dạy bảo một cách chu đáo từ nhỏ đến lớn. Nếu bị người khác phế bỏ võ công trên người, liệu có đáng không? Hơn nữa tốt xấu gì lão cũng là võ thánh, ai dám động đến đời sau của lão ngay trước mặt lão? Bây giờ Dương Như Vũ đang đau đến mức toát mồ hôi lạnh, đến bây giờ cô ta vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Mà cô ta chỉ biết rõ một điều, đó chính là đối phương vừa túm lấy cổ tay của mình, đã bẻ gãy ngay. Tôi lặp lại lần nữa, cậu hãy buông con bé ra, bằng không cho dù cậu chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng phải đánh cậu đến mức chết không có chỗ chôn. Dương Thiên Cương mắng, chỉ dựa vào ông cũng xứng nói ra câu này, Lạc Tú nhướng mày, chẳng hề để bụng nói nếu đối phương cầu xin anh lạc tú vẫn có thể cân nhắc nhưng nếu đối phương dám uy hiếp anh vậy thì hôm nay anh phải phế bỏ người này cậu có thể đánh bại tiểu nhu chỉ với một đòn tôi thừa nhận cậu có chút bản lĩnh dương thiên cương cười khẩy nhưng cậu cho rằng cậu có đủ tư cách ngông cuồng trước mặt tôi à tôi nghĩ cậu nên biết rõ hai chữ võ thánh đại diện cho điều gì cậu càng nên biết rõ sở trưởng sở tài quyết vũ lực đại diện cho điều gì sắc mặt của Dương Thiên Cương đã trở nên ảm đạm. Đến bây giờ lão vẫn chưa nhìn thấy rõ thực lực của Lạc Tú, mà chỉ biết có lẽ thực lực của Lạc Tú cao hơn Dương Như Vũ một tí. Nhưng với sức lực mà Lạc Tú vừa mới sử dụng, lão thật sự không dễ phán đoán. Có điều lão mặc kệ thực lực của Lạc Tú ở trình độ nào. Dù là tông sư, hóa cảnh hay võ thánh đều không phải là đối thủ của lão. Bởi vì lão là sở trưởng sở tài quyết vũ lực. Nếu ở quá khứ, lão chính là minh chủ võ lâm. Tôi không có hứng thú muốn biết mấy chuyện này, lạc tú cười khẩy, rồi anh đấm thẳng vào bụng của Dương Như Vũ. Á à, tương đương, tiếng hét thảm thiết vang lên, Dương Như Vũ nhất thời hộc máu, con người đã trở nên ảm đạm. Lạc tú không hạ sát thủ, nhưng lại dứt khoát phế bỏ võ công của Dương Như Vũ. Kiếp này Dương Như Vũ sẽ không thể nào luyện võ được nữa. Dương Thiên Cương chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời bùng lửa giận anh đã phế bỏ võ công của đời sau lão ngay trước mặt lão. Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt lão. Tốt xấu gì lão cũng là sở trưởng sở tài quyết vũ lực, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này lão còn mặt mũi nào để ở lại hoa hạ nữa. Do đó bây giờ Dương Thiên Cương mới thật sự lộ ra sát khí. Sát khí ngút trời bộc phát từ trên người Dương Thiên Cương, sóng khí khiến mấy căn nhà ở xung quanh đổ sập ngay tức khắc. Xung quanh Lạc Tú hay Dương Thiên Cương xuất hiện luồng khí trường, nhất thời bao trùm cuốn lạc tú ra sau núi. Bây giờ, Dương Thiên Cương đang lơ lửng trong hư không, cả người toát lên khí thế khó tin, như có thể trấn áp núi sông, nuốt chửng trời cao. Tầng mây trên trời tự động tách ra, lớp tuyết động xung quanh cũng nhanh chóng tan chảy, mặt đất sung chuyển, mục nát. Gần như đã đạt đến trình độ dĩ võ nhập đạo trong truyền thuyết. Hơi thở mục nát này gần như có thể làm tan chảy mọi thứ hóa cốt trưởng là chiêu thức do Dương Thiên Cương sáng tạo ra dựa trên võ công của mình. Võ công của lão có thể làm tan chảy vạn vật trong trời đất, thậm chí ngay cả nội kình cũng có thể bị tan chảy. Cho dù cậu chết ngàn vạn lần cũng không đủ rửa sạch mối hận trong lòng tôi. Dương Thiên Cương đang lơ lửng trong hư không, vừa dứt lời, ngọn núi phía sau đã nứt ra ngay. chương 423, quan âm tám tay. Mặt đất nứt ra, cả ngọn núi đều đang tan chảy, như thể đây là một núi băng bị tan chảy ngay tức khắc tôi phải để cho cậu mở mang tầm mắt thế nào là võ thánh không ngờ trong đôi mắt của dương thiên cương lại hiện lên ánh vàng lão chỉ là võ giả mà thôi chứ không phải là người tu pháp nhưng không ngờ bây giờ trong đôi mắt lại hiện lên ánh vàng chắc chắn lão có thể so bì với người tu pháp bây giờ dương như vũ đã bị lạc tú ném sang một bên nhưng ánh mắt của cô ta lại tràn đầy oán hận thậm chí là thù hằn nhìn lạc tú anh phải chết hơn nữa tôi còn muốn lột ra chóc thịt anh dám đối đầu với võ thánh ư anh chỉ có một con đường chết mà thôi dương như vũ hung ác nói với lạc tú cô ta đã hoàn toàn bị tàn phế mà mọi thứ đều do lạc tú ban tặng nhưng chắc chắn lão tổ sẽ báo thù cho mình dương thiên cương nhìn xuống lạc tú lão vốn không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng bây giờ lão lại muốn nghiền ép lạc tú tại đây để lạc tú hiểu rõ rốt cuộc anh đã trêu chọc sự tồn tại không nên trêu chọc nào dương thiên cương ngưng tụ một chiếc roi dài màu vàng trong lòng bàn tay rồi nó dần dần to ra cuối cùng lại giống như một con cự long đuôi rồng bị dương thiên cương nắm trong lòng bàn tay còn đầu rồng đang giận dữ gầm lên rất nhiều người ở thôn bạc ngạc nhiên nhìn ra sau núi bọn họ không thể nhìn thấy dương thiên cương bởi vì khoảng cách quá xa nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấy con kim long kia nhất thời mọi người đều quỳ dạp xuống đất như thể đã nhìn thấy thần tiên. Nếu có thể nhìn thấy Dương Thiên Cương, e rằng mọi người đều phải kinh ngạc, bởi vì bản lĩnh này đã thông thần rồi, sức lực của con người làm sao có thể chống lại được. Dùng nội kinh để ngưng tụ một con cự long, nếu Dương Thiên Cương sống ở thời cổ đại, e rằng cũng là sự tồn tại bất khả chiến bại. Phần nội lực này quá thâm hậu, như đại dương bao la. Đôi mắt của Dương Thiên Cương lạnh lẽo, nhìn lạc tú, rồi mang theo lửa giận dứt khoát quất roi rồng về phía lạc tú nói là quất không bằng nói là đập một roi này sẽ không đánh chết lạc tú bởi vì dương thiên cương đã khống chế tốt sức lực nhưng chắc chắn có thể đánh lạc tú đến mức lột ra chóc thịt gãy xương đứt gân nhưng khi cây roi này quất xuống lạc tú lại chẳng thèm liếc nhìn thậm chí còn không hề né tránh mà để mặc cho cây roi này quất xuống chỉ thấy trên người lạc tú cũng hiện lên tầng ánh vàng nhàn nhạt, nhạt. Đó chính là Kim Cương Lưu Ly Thể. Hừ, cậu có thể đỡ nổi một chiêu này của tôi ư? Dương Thiên Cương nhìn thấy ánh vàng nhàn nhạt trên người Lạc Tú. Còn tưởng rằng đó là nội kinh hộ thể của Lạc Tú. Chỉ là nội kinh hộ thể, làm sao có thể đỡ nổi chiêu thức tuyệt thế này của lão? Cây roi rồng của lão thậm chí còn có thể giết chết người thông thần. Không biết bao nhiêu tông sư và cao thủ hóa cảnh đã bị cây roi rồng này quất đến mức tan thành mây khói. dầm mặt đất cũng bị chấn động đến mức rung chuyển, hàng loạt cây đại thụ nhất thời đổ sập, núi lở đất sung. Nhưng sau khi khói bụi tan đi, cây roi dài của Dương Thiên Cương đã vỡ vụn từng mảnh. Dương Thiên Cương nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Lạc Tú vẫn còn nguyên vẹn ở trước mặt. Lão cho rằng cùng lắm Lạc Tú cũng chỉ là cao thủ nội kinh mà thôi. Nhưng bây giờ lão đã hoàn toàn chết lặng, bởi vì lão chắc chắn anh không phải là cao thủ nội kinh đơn giản như vậy bằng không làm sao có thể đánh vỡ roi rồng của mình dù gì lão cũng là võ thánh sốt cuộc cậu là ai cuối cùng dương thiên cương cũng nhìn thẳng vào lạc tú lạc vô cực lạc tú hờ hững đáp cậu chính là lạc vô cực ư dương thiên cương nhất thời biến sắc mà dương như vũ cũng lấy làm kinh ngạc lạc vô cực chính là người đứng đầu thiên long bảng hoa hạ mà chu càn khôn định khiêu chiến thảo nào anh có thể đánh bại dương như vũ chỉ với một đòn thảo nào anh có thể mạnh mẽ chống đỡ roi rồng của mình ha ha tôi đã đánh giá thấp cậu rồi dương thiên cương chắp hai tay ra sau lưng đứng trong hư không nhưng trước mặt dương thiên cương tôi cậu vẫn chưa đủ trình độ đâu dương thiên cương vẫn rất tự tin cho dù lão đã biết lạc tú là lạc vô cực cũng biết anh chính là người đứng đầu thiên long bảng hoa hạ nhưng dương thiên cương vẫn cực kỳ tự phụ động tĩnh ban nãy chỉ là hành động tùy ý của lão mà thôi lão hoàn toàn chưa thể hiện thực lực thực thụ của mình dù gì lão cũng là võ thánh càng là sở trưởng sở tài quyết vũ lực đại diện cho minh chủ võ lâm ngày xưa làm sao có thể chỉ có chút bản lĩnh như vậy được khá lắm đáng để bổn tỏa nghiêm túc ra tay với cậu dương thiên cương cười lớn nhưng tiếc rằng ông không đáng để tôi nghiêm túc ra tay với ông lạc tú lắc đầu nói ngông cuồng quả thật quá ngông cuồng Thảo nào cậu có thể nói ra những lời ngung cuồng như thể cả thế giới đều là kẻ địch. Dương Thiên Cương dương khinh bỉ nhìn Lạc Tú, chỉ là người đứng đầu Thiên Long bảng hoa hạ, không ngờ cũng dám nói ra câu mình không đáng để anh nghiêm túc ra tay. Câu nói này ngông cuồng đến cỡ nào chứ? Ở thời đại nhà Thanh, trừ phi là những người tu pháp thật sự lợi hại kia, bằng không ở thời đại đó. Dương Thiên Cương chính là người đứng đầu Thiên Hạ nhưng lão cũng không dám nói ra những lời ngung cuồng như thể cả thế giới đều là kẻ địch này, dù là bây giờ, lão còn lợi hại hơn cả thời đại nhà Thanh, cũng không dám nói ra những lời này. Hơn nữa cuộc đời của lão vô cùng huyền thoại, lão từng làm thị vệ cầm đao ngự tiền của Hoàng đế nhà Minh. Càng là người dạy bảo cho vài võ trạng nguyên thời nhà Thanh. Thậm chí tô khất nhi ăn mày trạng nguyên thời nhà Thanh kia cũng do một tay lão dạy bảo. Có thể thấy lão cực kỳ có bản lĩnh dù gì lão cũng đã sống lâu như vậy, giết chết vô số thiên tài và cao thủ. Thậm chí ngay cả thái tử ngày trước cũng do lão giết. Cuộc đời lão đã trải qua vô số lần chinh chiến, có thể nói là lão quái vật thực thụ. Nhưng lão chưa bao giờ gặp người ngông cuồng như Lạc Tú. Hơn nữa dù là nhân vật ở cấp độ võ thánh, lão cũng đã tàn sát vài người. Có thể nói, Dương Thiên Cương mới là cao thủ thực thụ dù gì võ thánh cũng là sự tồn tại vượt quá giới hạn tuổi thọ của con người. Người ta từng đồn đại rằng, ngay cả Trương Tam Phong cũng chỉ sống hơn 130 tuổi, được gọi là Thái Cực Tông Sư, những năm cuối đời đã đạt đến hóa cảnh, thậm chí đã bước nửa bàn chân vào võ thánh, cũng chẳng đáng là gì so với Dương Thiên Cương. Dù gì lão cũng đã hơn 300 tuổi rồi, chỉ riêng độ tuổi này thôi đã đủ dọa người rồi. Do đó, tất nhiên Dương Thiên Cương có sự tự tin này. Bây giờ Dương Thiên Cương cười khẩy nhìn Lạc Tú. Này, tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, thế nào mới là sức mạnh thực thụ? suốt lời, Dương Thiên Cương từ từ duỗi cánh tay ra, vẽ một đường trong hư không. Nhất thời nội kinh màu vàng đầy trời giống như sợi tơ, có thể nối liền trời đất. Không thể không nói, chỉ riêng chiêu thức này, Dương Thiên Cương đã lợi hại hơn hầu hết người thông thần rồi. Những sợi tơ màu vàng đầy trời này không ngừng hội tụ, quấn lấy nhau rồi bóng người màu vàng cao như ngọn núi xuất hiện ở sau lưng Dương Thiên Cương. Đó chính là quan âm tám tay. Cho dù Dương Thiên Cương là người tu pháp thì chiêu thức này đã được xem là vô cùng mạnh mẽ và chấn động lòng người. Huống chi đây là do nội kình ngưng tụ, chứ không phải là linh lực, có thể thấy ngưng tụ ra quan âm tám tay cao lớn như ngọn núi, rốt cuộc Dương Thiên Cương này đáng sợ đến nhường nào. Lạc Tú lắc đầu, thảo nào đối phương lại nói một cách chắc nịch như vậy. Bản lĩnh này, cho dù là người thu pháp ở cấp độ thức tỉnh, e rằng cũng bị thua thiệt hoặc bị thương, không hổ là võ thánh, quả nhiên không hề tầm thường. chương 424, Thiên địa Pháp tướng Tượng quan âm tám tay quá đổ sộ, giống như bay trong mây, toàn thân có ánh vàng rực rỡ, trông thật uy nghiêm. Chỉ cần dựa vào nội kinh đã có thể đạt đến trình độ này, đúng thật là bậc thánh nhân siêu phàm. Thảo nào Dương Thiên Cương lại kiêu ngạo và tự tin đến vậy. Lúc này, không chỉ người dân ở thôn Bạc, mà ngay cả người dân ở thành phố Bạc cũng nhìn thấy Phật bà quan âm tám cánh tay này. Trước đó là rồng vàng bay lên trời, nay lại có thêm một vị quan âm tám tay hiện thế, rất nhiều người đã quỳ lại, biết có chuyện kỳ lạ. Dương Thiên Cương kiêu hãnh đứng giữa chán quan âm và nhìn lạc tú với nụ cười khẩy. Một vị quan âm tám tay khổng lồ như vậy thực sự có thể chấn động núi lở. Hãy xem sức mạnh thực sự đây, tóc của Dương Thiên Cương không có gió mà tự bay phấp phới, tựa như trở lại chiến trường năm xưa, một mình lão càn quét vạn quân. Chỉ một mình lão mà khiến cho 10 vạn đại quân không dám bước tới, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Đó là trận đánh vẻ vang của lão, nhưng tiếc rằng nó không thể được ghi vào sử sách, cũng không thể được thế giới ca tụng. Nhưng lão còn nhớ rõ chỉ cần một cái vung tay, mặt đất bị xé nát, dãy núi bị chém nứt, đối thủ bị đánh tan tác ngàn dặm. Đã lâu lắm rồi lão không động đến tuyệt thế võ công này, Giờ đây khi sử dụng lại, trong nháy mắt lại tìm được cảm giác khí thế nuốt chửng cả núi sông năm đó. Cậu thật may mắn khi được chết dưới thần công của tôi. Dương Thiên Cương phất tay đầy ngạo nghễ, một trong tám cánh tay của Quan Âm lập tức đánh về phía Lạc Tú. Chỉ là con sâu cái kiến, nguyên bản không đáng để ông ta sử dụng tuyệt thế võ công, nhưng lão muốn làm cho Lạc Tú hối hận, khiến Lạc Tú cảm thấy tuyệt vọng. Để Lạc Tú hối hận vì đã trêu chọc đến tồn tại gì? lão tin tưởng giờ phút này lạc tú nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi dù sao ngay cả lão cũng cảm thấy sợ hãi quan âm tám tay này đáng tiếc lão không nhìn thấy trên khóe miệng lạc tú nở một nụ cười mỉa mai tám tay của quan âm không chỉ có một bàn tay chuyển động mà một bàn tay khác cũng chuyển động hai tay đan vào nhau thành chữ thập hoặc có thể nói là giống như đập mũi đập mạnh về phía lạc tú Âm, nó giống như một tiếng sét nổ âm thanh của tiếng nổ này xuyên thẳng vào thành phố Bạc. Mọi người ở đó đều hoảng sợ, điền kỳ kỳ chạy ra ngoài, đột nhiên tim đập loạn xạ, chẳng lẽ lạc đại ca đang đánh nhau với người nào ư? Nhưng rất nhanh, điền kỳ kỳ đã không còn lo lắng nữa, cô ấy đã thấy được thực lực của lạc tú rồi, chắc sẽ không sao đâu. Mà trên chán quan âm tám tay, Dương Thiên Cương nhìn lên trời và cười to. Một trường này, chỉ sợ lạc tú sẽ bị thịt nát xương tan ngay nhưng khoảnh khắc tiếp theo nụ cười của dương thiên cương lập tức đông cứng lại bởi vì một ánh sáng vàng trói lọi xuyên qua lòng bàn tay to lớn của quan âm tám tay sao có thể chứ dương thiên cương thúc giục nội lực hơi dùng sức bởi vì lão cảm thấy lòng bàn tay của quan âm tám tay dường như đang xòe ra không thể chuyện này tuyệt đối không thể dương thiên cương lộ ra vẻ hoảng sợ ngay cả người tu pháp cũng không dám đỡ chiêu thức này vừa rồi lạc tú đã bị trúng đòn hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Giờ phút này sao còn có sức lực xòe lòng bàn tay ra chứ? Nhưng lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng hai cánh tay của Quan Âm đều vỡ nát, cùng một tiếng nổ, kinh khí bắn ra tứ phía, xuyên thủng ngọn núi, như thể bị đạn đại bác bắn phá. Lạc Tú vẫn nguyên vẹn nhìn Dương Thiên Cương. Đây có phải là chiêu thức mạnh nhất của ông không? Lạc Tú lắc đầu thất vọng. Vốn nghĩ có thể lĩnh giáo một việc thế võ công, đáng tiếc làm tôi thất vọng quá không thể nào, đòn của tôi giống như núi lớn đẻ đầu, sao cậu còn sống được? Dương Thiên Cương rất hoảng sợ. Lão không thể tin rằng cú đánh mạnh nhất của mình thậm chí còn không làm tổn thương đến một cọng lông tơ của Lạc Tú. Không có gì là không thể. Lạc Tú chế nhạo. Dương như vũ ở bên cạnh hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc Lạc vô cực này có lai lịch thế nào đây? Với cú đánh kinh thiên động địa như vậy, lão tổ cũng không khỏi sờn tóc gáy, thế mà anh lại không hề bị thương đến một cọng lông nào. Trên đời không có võ giả nào có thể tiếp được một đòn này của lão phu. Dương Thiên Cương gầm lên, đồng thời sáu tay kia đồng loạt đánh về phía Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú vẫn không hề nâng mí mắt lên, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói. Ai nói với ông Lạc vô cực tôi là võ giả? Hừ, sức mạnh, Lạc Tú lại cười khẩy. Ông hoàn toàn không biết gì về cái gọi là sức mạnh cả lạc tú vừa dứt lời tám cánh tay của quan âm đã đánh tới đây nhưng cũng ngay vào lúc này toàn thân lạc tú tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời ánh sáng vàng trói lọi chiếu sáng cả đất trời dương thiên cương không khỏi nhắm mắt lại mà tất cả mọi người trong thành phố cũng bị chiếu đến nỗi không dám mở to mắt khi ai đó mở mắt ra họ đã choáng váng trời ơi tổ tông ơi cuối cùng dương thiên cương cũng mở mắt nhưng lão hoàn toàn hoảng sợ bởi vì lão chỉ có thể ngưỡng mộ đó là một bức tượng khổng lồ người đàn ông đó độc đoán và kiêu ngạo như thể anh đã cắt đứt với năm tháng một khí tức bất khả chiến bại bức tượng khổng lồ đến mức bay vào trong mây quan âm tám tay khổng lồ của dương thiên cương chỉ to bằng lòng bàn tay so với bức tượng kia đương nhiên bức tượng thần kia chính là nhất đại tiên tôn lạc vô cực đây là thiên địa pháp tướng lạc tú không kính thiên địa không bái thần Phật, chỉ tin tưởng vững chắc vào sự bất khả chiến bại của mình. Thiên địa pháp tướng và biến hóa huyền ảo chính là mình. Với một cái búng tay nhẹ nhàng, quan âm tám tay khổng lồ của Dương Thiên Cương vỡ vụn ngay lập tức. Dương Thiên Cương phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Một nụ cười méo sạch xuất hiện trên khuôn mặt lão. Giờ phút này, lão cực kỳ hối hận, rốt cuộc biết chính mình đã khiêu khích đến tồn tại gì. Người ta không phải là võ giả. Đây là tu pháp giả, lại còn là một người tu pháp cực kỳ cường đại. Võ giả dù có tu vi cao đến đâu cũng không thể so với tu pháp giả, dù gì tính chất không giống nhau. Dương Thiên Cương hoàn toàn bị đánh bại, so với thiên địa pháp tướng của người ta, nội lực biến ảo gì đó có tính là gì. Sau khi thiên địa pháp tướng tan đi, Lạc Tú xuất hiện trước mặt Dương Thiên Cương và nhìn lão. Sức mạnh, ông hiểu rồi chứ? Lạc Tú rời đi, không giết Dương Thiên Cương bởi vì dương thiên cương không có tư cách để cho anh giết lão lão tổ dương như vũ nhìn dương thiên cương đang cực kỳ thảm hại thời đại của ông hay thời đại của các võ giả đã qua rồi dương thiên cương nhìn bóng lưng của lạc tú với một nụ cười đau khổ thời đại của họ đã kết thúc bởi vì lạc tú vừa mới dùng sức mạnh để nói cho lão biết cái gì mới gọi là sức mạnh chân chính trước sức mạnh đó lão chỉ yếu ớt như một đứa trẻ con thậm chí có thể nói là yếu ớt như một con kiến. Ngay khi Lạc Tú bước ra khỏi thôn Bạc, điện thoại gieo vang. Cậu Lạc, tôi sắp đến thành phố Bạc rồi, lúc đó tôi sẽ đến thăm cậu. Đây là số điện thoại của lãnh đạo tỉnh Bắc. Lạc Tú cũng không từ chối. Nhưng anh sắp rời khỏi đây rồi, anh phải tham gia trận chiến ở đảo Tần Hoàng nữa. Giờ anh phải đi nói lời từ biệt với Điền Kỳ Kỳ, mà ngay tại phía sau, Điền Quan Vũ đã đeo khẩu trang, dẫn theo một đám người đến nhà hàng Cảnh Tú Sơn Hà. Chương 425, đến đánh tôi đi. Sau khi Lạc Tú rời đi, Dương Thiên Cương nhìn chằm chằm bầu trời một lúc lâu. Đã lâu rồi lão chưa nếm mùi thất bại, nếu được giao đấu với một cao thủ cùng đẳng cấp, cho dù lão sao chiêu với cao thủ cao cấp hơn, dù không đánh bại thì lão vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi vì trong cuộc đời này, ai dám nói mình bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ lão đã biết có người dám nói như vậy hơn nữa người ta cũng đã nói ra quan trọng nhất trận thua này là một đả kích rất lớn đối với lão bởi vì nghe ý tứ của đối phương người ta vẫn còn chưa ra tay thật sự dương thiên cương nghĩ đến việc lúc trước muốn nhận đối phương làm đồ đệ mà cảm thấy mình thật nực cười lúc đó lão còn cho rằng đối phương đã bỏ lỡ một cơ hội còn cho rằng đối phương không biết điều nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại lúc đó mình không khác gì một thằng hề đang nhảy nhót trên sân khấu thu người ta làm đồ đệ. Thiệt thòi cho những lời nói đó quá. Tự cho mình có bản lĩnh lắm. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Căn bản không biết thế giới này rộng lớn như thế nào. Vừa rồi còn kiêu ngạo muốn tìm người ta báo thù cho Dương Như Vũ ư. Cũng là một ý tưởng thật nực cười. Lão Tổ, Dương Như Vũ lại thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ suy sụp. Trước đây cô ta còn muốn Lão Tổ báo thù cho mình, nhưng đến lúc này, nhìn theo bóng dáng của người đàn ông rời đi kia cô ta mới hiểu được báo thù ư cả đời này cũng không thể báo thù được bởi vì đối phương là người không cùng đẳng cấp với họ đối phương không giết mình xem như đã lịch thiệp và rộng rãi lắm rồi dương thiên cương quay về với vẻ mặt chán nản và thất vọng nhưng ở phía bên kia điền quan vũ đã dẫn đầu một nhóm người ngạo mạn thậm chí còn hung hãn tiến vào bên trong cảnh tú sơn hà Chú của anh ta sắp đến đây rồi. Dù đối thủ có năng lực đến đâu, hôm nay đều phải nhận lấy thất bại. Bởi vì chú của anh ta chính là lãnh đạo thành phố Bạc Châu này. Hơn nữa sau lưng còn có một đám sát thủ, đó chính là người của nhà họ Điền. Anh ta hận Lạc Tú đến cực điểm, vì anh ta đã bị Lạc Tú đánh đến nỗi biến dạng khuôn mặt. E là lần này phải sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ đã chẩn đoán rồi, dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không khỏi hoàn toàn. Phải biết rằng trước đó anh ta đẹp trai còn hơn mấy ngôi sao điện ảnh nữa. Nhưng bây giờ, tất cả đã tan thành mây khói, chỉ vì cú đá của Lạc Tú. Thật là sự sỉ nhục của người đàn ông khi bị người ta đá vào mặt. Vì vậy, hôm nay Điền Quan Vũ dẫn theo người, anh ta nhất định phải trả lại gấp 100 lần. Anh ta đẩy người phục vụ ở cửa, sau đó một người đàn ông có hình xăm con rồng màu xanh bên cạnh Điền Quan Vũ hét lên. Ông trời con làm việc Ai không liên quan cút cho tôi. Trong nhà hàng không có nhiều người, nhưng khi nghe Điền Quan Vũ nói vậy, ai nấy lập tức đứng dậy bỏ chạy, thậm chí có người còn chạy ra cửa sau. Hơn nữa mấy người ngoài cửa thấy vậy bèn bu đến xem, thậm chí mấy vị bác sĩ ở bệnh viện đối diện đều đi ra. "Lão Trương, kêu họ chuẩn bị cáng đi, tôi cảm thấy hôm nay sắp xảy ra chuyện lớn rồi." Một vị bác sĩ chăm sóc nói với điếu thuốc ngậm trong miệng. "Kể từ khi Cảnh Tú Sơn Hà đổi chủ, hoặc nói từ khi người thanh niên đó đến phía đối diện thường xuyên xảy ra thương vong họ là một bệnh viện tư nhân và họ rất muốn có chuyện như thế này xảy ra mà trong cảnh tú sơn hà điền quan vũ nhìn lướt qua đập cho ông điền quan vũ vừa dứt lời lập tức một nhóm người bước tới khiêng ghế lên và chuẩn bị đập điền kỳ kỳ đã đi ra và định lên tiếng ngăn lại nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên ngoài cửa mấy người đập thử xem Đúng lúc này lạc tú vừa đến. hưng mày chính là người bọn tao tìm. Điền quan vũ thấy chính chủ đã tới, nhưng cũng không vội kêu người ra tay. Họ lạc kia, tao nói cho mày biết, hôm nay mày chết chắc rồi. Điền quan vũ cười gần, một đám đàn ông cao to lực lưỡng cầm theo ống sắt, dao, thậm chí còn có người cầm súng, bao vây lạc tú lại. Còn nữa, hôm nay tao sẽ đập nát nhà hàng này của mày. Điền quan vũ cũng không sốt ruột lắm hôm nay anh ta sẽ trêu đùa lạc tú một trận. Không thành vấn đề, hôm nay tôi sẽ xem anh đập phá, nếu không đập thì là thằng quát con. Lạc tú mỉa mai nói. Ha ha, mày xem trong tụi tao ai là thằng quát con. Điền quan vũ lại cười nhạt. Bởi vì một chiếc xe hơi nhanh chóng chạy đến, có cả một đám cảnh sát phía sau. Xe dừng lại, một người đàn ông trung niên đeo kính viễn thị bước xuống. Hai tay chắp sau lưng, khí khái bất phàm, vừa nhìn là biết một vị quyền cao chức trọng lãnh đạo thành phố bạc châu điền dũng trường điền dũng trường chậm rãi đi đến trước mặt lạc tú và nheo mắt nhìn anh sau đó liếc lạc tú rồi mới chậm rãi mở miệng chính cậu đã làm cháu trai của tôi bị thương phải không điền dũng trường trầm giọng nói ông là ai lạc tú nghi ngờ hỏi điền dũng trường lãnh đạo thành phố bạc châu điền dũng trường nói thẳng cái tên này vừa nói ra ít nhất tất cả mọi người ở thành phố bạc châu sẽ cảm thấy hơi giận người dù gì cũng là lãnh đạo thành phố mà hơn nữa lúc này đường hân cũng đi theo đến đây ở giữa đám đông cô ta đến để xem trò cười của lạc tú thực lực của lạc tú quả thực tựa thần tiên thì sao chứ chẳng kẽ lạc tú lại dám đối nghịch với quốc gia ư chỉ cần hôm nay điền dũng trường nói một câu lạc tú sẽ bị bắt đi ngay lập tức nếu lạc tú dám chống lại chắc chắn sẽ gặp đại họa. Tuy nhiên, Lạc Tú lại rất thở ơ, nhìn Điền Dũng Trường mà không hề cảm thấy sợ hãi. Dù gì trong mắt Lạc Tú, lãnh đạo của một thành phố cũng chỉ là một trò cười. Tôi sẽ không nói nhiều, tôi rất yêu thương đứa cháu trai này. Từ nhỏ đến giờ, nó chưa từng bị đánh. Giờ cậu đã đánh nó tới mức bị biến dạng, cậu nói xem làm gì đây. Điền Dũng Trường nói rõ muốn dùng sức mạnh chấn áp người khác, dù ông ta cũng có năng lực này. Ồ, vậy thì theo lời của ông nói, ông nghĩ chuyện này nên làm như thế nào? Lạc Tú hỏi ngược lại. Đơn giản, cho dòng họ cậu 5 triệu, sau đó cậu tự chặt đứt hai chân của cậu đi. Cả hai điều kiện đều không được thiếu, nếu không cậu cũng thấy rồi đấy, có hai cục trưởng cũng đã ở trong này. Chúng tôi có thể để cậu đến văn phòng nói chuyện này từ từ. Thái độ của Điền Dũng Trường cứng rắn và tràn đầy uy hiếp. Lạc đại ca điền kỳ kỳ chạy đến và ôm lấy cánh tay của lạc tú cô ấy sợ rằng nếu lạc tú giết điền dũng trường mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn ha ha cô tưởng mình là ai hả điền quan vũ lại cười mỉa điên hả chẳng phải trước đây mày điên cuồng lắm mà đánh người đi chứ không phải là một mày giỏi lắm mà mày có bản lĩnh thì làm trò trước mặt lãnh đạo cao nhất của thành phố bạc châu và cục trưởng cục công an xem điền quan vũ bước tới trước mặt lạc tú cười nhạo nào nào nào, đánh tao thử xem. Điền quan vũ hất mặt lên trời, chẳng lẽ lạc tú dám đánh anh ta ngay trước mặt cục trưởng cục công an sao? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 425